Thưa quý vị, một câu chuyện được các bậc cha mẹ bàn tán xôn xao trong những ngày gần đây đó là nhiều trẻ gặp phản ứng phụ sau khi tiêm ngừa vaccine 5 trong 1 mới Combify. Trong đó thì có hai trẻ ở Nam Định tử vong sau 1,5 đến 2 ngày tiêm. Có hai luồng ý kiến khác nhau về hiện tượng này. Một bên thì cho rằng vaccine gây phản ứng phụ nặng, từ đó tẩy chay vaccine. Một bên thì cho rằng những phản ứng phụ này cũng thường gặp giống như nhiều vaccine khác. Vâng, và chỉ mới cách đây khoảng một tháng thôi, thì nhiều gia đình còn sốt sắng lo lắng bởi vì không có vaccine 5 trong 1 để chích ngừa cho trẻ. Và đến thời điểm này, khi mà vaccine đã cung ứng đủ cho 63 tỉnh thành, thì phụ huynh lại có nhiều mối lo khác. Vaccine 5 trong 1 mới an toàn đến đâu và cần phải lưu ý những gì khi mà đưa trẻ đi tiêm loại vaccine này? Chắc hẳn đang là câu hỏi của khoảng 1,7 triệu gia đình có con trong độ tuổi tiêm loại vaccine này. Và hy vọng rằng là những phân tích trong phóng sự ngay sau đây sẽ phần nào giúp quý vị có câu trả lời. Trong những ngày vừa qua, liên tiếp có thông tin từ các địa phương như Nam Định, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum báo về là có những trường hợp gặp phản ứng sau tiêm chủng. Các phản ứng thường gặp là trẻ quấy khóc, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, khó chịu. Đặc biệt tại Nam Định, có hai trẻ tử vong sau 36 đến 48 giờ tiêm vaccine Combify. Sau tiêm, các bé đều được theo dõi 30 phút tại trạm theo đúng quy chế và không ghi nhận biểu hiện bất thường trong 30 phút này. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, các chuyên gia không nghĩ đến nguyên nhân do vaccine hay quy trình tiêm chủng. Cũng không nghĩ đến là nguyên nhân phản ứng do phản vệ với các thành phần của vaccine. Hai trường hợp ở Nam Định mà chị đề cập đến thì là các cháu đều sau 30 phút đã được chăm sóc theo dõi ở trạm y tế xã phường và các cháu đã đều không có dấu hiệu gì bất thường và đã được trở về và bố mẹ các cháu tiếp tục chăm sóc các cháu trong những ngày tiếp theo. Và những dấu hiệu đấy không xảy ra trong những vài chục phút đầu và cũng như là vài giờ đầu không hề xuất hiện triệu chứng. Cho nên các nhà chuyên môn không nghĩ đến là có cái phản ứng phản vệ nặng do các thành phần của vaccine. Combify được sản xuất bởi công ty Biological Ấn Độ, ra đời từ những năm 1980. Xét về thành phần, vaccine Combify chứa 5 kháng nguyên, phòng 5 bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do HIV. Thành phần này tương tự như vaccine Quinvasem trước đây do Hàn Quốc sản xuất. Điều mà các chuyên gia lo ngại nhất đó chính là thành phần ho gà toàn tế bào. Vaccine Combify cũng chứa thành phần ho gà toàn tế bào, nên tỷ lệ gây phản ứng phụ cũng tương tự Quinvasem. Vaccine ho gà toàn tế bào, ngoài cái việc mà nó có một những cái phản ứng gọi là không mong muốn, nhẹ toàn thân, nó có thể hơi trội lên một chút. Thế nhưng về mặt bản chất thì cái vaccine toàn tế bào nó có cái gọi là cái tính kháng nguyên cao hơn và người ta đã thấy rằng là đối với vaccine ho gà thành phần toàn tế bào thì nó có khả năng kích thích cơ thể sinh ra được cái miễn dịch tốt hơn và cái thời gian mà duy trì được miễn dịch cũng kéo dài hơn so với các cái loại vaccine khác. Kết quả tiêm thử nghiệm loại vaccine này trước đây cho thấy tỷ lệ trẻ gặp các phản ứng sau tiêm bao gồm 70-86% trẻ bị đau chỗ tiêm, gần 40% có bị đỏ và quầng đỏ ở vị trí tiêm, gần 40% sốt, 8,9-24% các cháu có bỏ bú, bỏ ăn, không ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm. Nhưng cũng như tất cả các cái vaccine khác hay là thuốc sử dụng, thì vaccine 5 trong 1 khi sử dụng cho trẻ em thì cũng ghi nhận có những cái phản ứng bất thường, không mong muốn. Đó là ví dụ như là phản ứng sốc mà nặng, phản vệ nặng sau tiêm chủng có thể xuất hiện với tỷ lệ 20 trường hợp trên 1 triệu liều vaccine. Khi trẻ có những biểu hiện trên, cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế, bệnh viện gần nhất để kịp thời kiểm tra xử trí. Cùng với đó, sau khi tiêm chủng, các bậc cha mẹ cần cho trẻ bú nhiều hơn khi trẻ thức, kiểm tra nhiệt độ và tuyệt đối không đắp bất cứ thứ gì lên vị trí tiêm. Những dấu hiệu bất thường, sốt trên 39 độ C, co giật, khóc thét, quấy khóc kéo dài, bú kém hoặc bỏ bú, khó thở, tím tái, ly bì, phát ban. Các phản ứng thông thường kéo dài trên một ngày. Thế và chúng tôi cũng khuyến cáo với các bà mẹ là nếu như các cái triệu chứng để mà phát hiện ra ở trẻ sau khi tiêm chủng
là dấu hiệu chỉ điểm cho những cái phản ứng nặng sau tiêm, ví dụ như trẻ sốt cao, quấy khóc kéo dài hay là khó thở, hoặc trẻ bị tím tái, hoặc là trẻ có những dấu hiệu phát ban, hoặc cháu bé có biểu hiện ly bì, bú ít, thì là những cái biểu hiện mà là những dấu hiệu rất là quan trọng mà các bà mẹ cần sớm phát hiện để đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Và nếu những cái phản ứng trầm trọng sau tiêm chủng, nếu được đưa đến các cơ sở y tế kịp thời và xử lý kịp thời thì các cháu sẽ hoàn toàn hồi phục và tránh được cái rủi ro đáng tiếc. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ, vaccine Combify này cũng đang được sử dụng cho trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em của Ấn Độ. Mặc dù đã được Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định và khẳng định là an toàn, tuy nhiên khi về đến Việt Nam, loại vaccine này vẫn trải qua quy trình kiểm định ngặt nghèo. Bằng chứng là giữa năm 2018, ba lô vaccine về Việt Nam cho kết quả kiểm định không như mong muốn nên không được đưa vào sử dụng, dẫn đến thiếu hụt vaccine 5 trong 1 ở một số địa phương. Về cơ bản là các cái tiêu chuẩn đều đạt yêu cầu. Thế tuy nhiên thì chúng tôi muốn là đánh giá cái tính ổn định của từng loại vaccine, các cái lô khác nhau như thế nào. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tỷ lệ trẻ gặp phản ứng nặng sau tiêm vaccine này là 20 trường hợp trên 1 triệu liều. Và đương nhiên, không gia đình nào chấp nhận con em họ rơi vào con số 20 không may mắn đó. Có lo chứ, tại vì là mũi tiêm nó dễ bị bé bị sốt, nhiều trường hợp xảy ra có thể tử vong nên mình cũng rất lo. Trước đây, thông tin trẻ gặp phản ứng sau tiêm vaccine 5 trong 1 Quinvasem xuất hiện như cơm bữa. Trong khi đó, Quinvasem và Combify lại như hai chị em sinh đôi. Và để những câu chuyện buồn không lặp lại với vaccine Combify, hơn ai hết, các gia đình có con nhỏ đang trông chờ vào sự giám sát chặt chẽ của những người làm công tác kiểm định, cũng như sự khách quan, minh bạch của Bộ Y tế.